Ukraine thua đau bị Nga bao vây diệt gọn 405 binh sĩ Phá hủy pháo tự hành Akashia Ngày 28 tháng 5, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tiếp tục báo cáo tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa có độ chính xác cao vào các kho đạn dược của quân đội Ukraine. Mục đích của cuộc tấn công đã đạt được. Theo hướng Kupians, hỏa lực pháo binh của Nga đã tấn công các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine AFU trong khu vực định cư Dvorekna và Kislovka ở vùng Kharkiv. Ngoài ra, tại các khu vực định cư Masiutovka và Ivanovka ở vùng Kharkov, hành động của hai nhóm tấn công và trinh sát Ukraine đã bị Nga trấn áp. Tổn thất của Ukraine ở hướng này là 35 quân nhân, 3 phương tiện, cũng như một khẩu lựu pháo MSTAB. Trên mặt trận Krasniliman, hỏa lực không quân, lục quân và pháo binh Nga đã đánh bại các đơn vị đối phương trong các khu vực Kumino thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugan-LPR, và Jampolovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR. Tại đây, Ukraine mất 60 lính, hai xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, một bệ pháo tự hành Akasia cũng như pháo D-20 và D-30. Ở hướng Donetsk, do các cuộc tấn công của lực lượng Nga, Ukraine mất 160 quân nhân, hai xe bọc thép chiến đấu, 3 xe bán tải, một khẩu pháo D-30 trong ngày. Tại khu định cư Vnekamenskoye của DPR, một kho đạn dược của lữ đoàn cơ giới số 54 thuộc AFU đã bị phá hủy. Trên mặt trận Juno và Zaporizhia, các đơn vị Ukraine đã bị đánh bại tại các khu định cư Orekhov, Malaya Tokmakka ở vùng Zaporizhia và Novosinka ở LPR. Trên các hướng này, tổn thất của Ukraine là hơn 120 quân nhân thương vong và 4 ô tô. Trên hướng Kherson, do hỏa lực Nga, 30 quân nhân Ukraine, 5 phương tiện, một khẩu lựu pháo D-30 cũng như một bệ pháo tự hành Acacia của họ đã bị vô hiệu hóa trong ngày. Trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã tấn công 78 đơn vị pháo binh AFU tại các vị trí khai hỏa cùng nhân lực và thiết bị quân sự của họ ở 92 khu vực. Tại khu vực làng Novo Nikolayevka, vùng Mykolaiv, trạm radar phát hiện và theo dõi mục tiêu tầm thấp ST-68UM của Ukraine đã bị phá hủy. Ngoài ra, 25 UAV Ukraine đã bị phá hủy trong ngày tại các khu vực định cư Osana ở vùng Kharkiv, Jolo của LPR, Atomos của DPR, Hola Pristan, Velika, Lepetika, vùng Kherson, Kosomoskoye và Tokmak ở vùng Zaporizhye. Theo trang Prada, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 28 tháng 5, phía Nga mất thêm 360 quân, một xe tăng, ba phương tiện chiến đấu bọc thép, hai hệ thống pháo, một hệ thống phòng không, một máy bay, 3 UAV, 13 phương tiện chở nhiên liệu và hai phương tiện đặc biệt. Tình báo Anh giải mã lý do Wagner rút khỏi Bắc Mút. Lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, Jeff Jenny Prigozhin mới đây cho biết, họ bắt đầu rút các đơn vị khỏi Bắc Mút. Cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Anh dẫn thông báo từ giới chức Ukraine xác nhận, Wagner đã rút dần khỏi Bắc Mút và bàn giao lại vị trí cho lực lượng chính quy của quân đội Nga. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia, Wagner đã bàn giao cho Nga vị trí ở các sườn Bắc Mút, song vẫn duy trì một phần bên trong thành phố. Báo cáo của cơ quan tình báo Anh cho hay, lực lượng của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk dường như đã vào Bắc Mút từ hôm 24 tháng 5 để bắt đầu chiến dịch dọn đường. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh nhận định, quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 20 km vuông ở rìa thành phố Bắc Mút tính đến ngày 16 tháng 5. Việc luân chuyển quân của Wagner dường như đang tiếp tục theo từng giai đoạn để tránh sụp đổ chiến tuyến của phía Nga quanh Bắc Mút. Theo cơ quan này, bất chấp căng thẳng với quân đội Nga, lực lượng Wagner dường như sẽ được sử dụng cho hoạt động ở các mặt trận khác tại Donbass sau khi họ hoàn tất tái tập hợp lực lượng. Theo kế hoạch, quá trình rút quân của Wagner sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 6. Các đơn vị của Wagner sẽ được nghỉ ngơi và tập hợp lại sau nhiều tháng giao tranh căng thẳng. Wagner là lực lượng then chốt trong chiến dịch của Nga nhằm kiểm soát thành phố chiến lược Bắc Mút của Ukraine. Cuối tuần trước, ông Prigozhin tuyên bố, Wagner đã kiểm soát hoàn toàn Bắc Mút và các đơn vị của họ sẽ tiếp tục tăng cường phòng thủ cho thành phố đến khi rút quân hoàn toàn. Ông Prigozhin đầu tuần này thừa nhận, Wagner đã mất hơn 20.000 tay súng trong trận chiến ở Bắc Mút, trong đó một nửa là tù nhân được tuyển mộ cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Bắc Mút là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất trong nhiều tháng qua. Chiến thuật của Kiev là bám trụ, buộc Nga phải dồn nhiều nguồn lực vào đây, từ đó làm suy yếu phòng thủ của Moscow ở những nơi khác, tạo điều kiện cho chiến dịch phản công của Kiev. Nga từng tuyên bố mục tiêu của họ là kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass ở phía đông Ukraine, dùng Bắc Mút làm bàn đạp để tiến công xa hơn vào các thành phố như Kramatorsk và Slovian. Hiện chưa rõ việc Wagner rút khỏi Bắc Mút sẽ tác động thế nào đến khả năng gây sức ép của Ukraine trong và ngoài Bắc Mút. Một số nhà chuyên gia phương Tây và Ukraine khẳng định, Nga sẽ hao hụt lượng lớn nhân lực và nếu Wagner rút quân hoặc Moscow phải luân chuyển quân nhiều hơn, Nga sẽ ở vị thế dễ bị tổn thương. Rob Lee, chuyên gia phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, nhận định về bước đi tiếp theo của Nga ở Ukraine. Chúng ta có thể sẽ chứng kiến các cuộc tấn công chiến thuật cục bộ nhiều hơn. Nga chủ yếu sẽ tập trung phòng thủ và chuẩn bị cho cuộc phản công của Ukraine. Phi công Nga thành công đưa chiến đấu cơ Su-25 trúng tên lửa bốc cháy về sân bay an toàn. Trang Top War dẫn nguồn từ kênh Telegram Chiến dịch Z, phóng viên chiến trường mùa xuân Nga cho biết, một chiếc máy bay cường kích Su-25 thực hiện nhiệm vụ chiến đấu theo hướng Zaporizhia trong vùng hoạt động quân sự đặc biệt. Máy bay bị trúng tên lửa phòng không do lực lượng vũ trang Ukraine bắn lên. Chiếc máy bay bị bốc cháy dữ dội trong tình huống hiểm nghèo, phi công vẫn bình tĩnh giữ ổn định cần lái và tìm biện pháp đưa chiếc máy bay rực lửa trở về sân bay quê hương thành công. Ngọn lửa trên động cơ và thân máy bay được dập tắt ở sân bay. Theo Top War, đây không phải lần đầu tiên máy bay cường kích Su-25 chứng tỏ được khả năng sống sót cao. Chiếc máy bay đang được sửa chữa và sẽ sớm quay trở lại thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Cường kích chiến trường Su-25 là máy bay tấn công từ thời Liên Xô, được thiết kế để yểm trợ hỏa lực đường không cho lực lượng bộ binh ngày đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Máy bay được trang bị các loại vũ khí khác nhau để có thể tiêu diệt mọi loại mục tiêu, bao gồm cả tăng thiết giáp trên chiến trường. Su-25 được thiết kế phát triển từ thời Liên Xô. Chuyến bay đầu tiên của cường kích Su-25 được thực hiện ngày 22 tháng 2 năm 1975. Năm 1981, Su-25 bắt đầu được biên chế vào phục vụ trong Không quân Liên Xô. Hoạt động chiến đấu của cường kích Su-25 trên chiến trường Ukraine cho đến nay, Su-25 vẫn phục vụ hiệu quả trong lực lượng không quân Nga. Trong hơn 40 năm hoạt động, cường kích Su-25 đã thể hiện năng lực tác chiến và khả năng sống sót cao trong nhiều cuộc xung đột vũ trang, gần đây nhất là cuộc chiến chống khủng bố trên chiến trường Syria. Nga nêu điều kiện cho tiến trình hòa bình ở Ukraine Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin TASS ngày 28 tháng 5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết, Cách tiếp cận của Nga trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine vẫn không thay đổi. Cách tiếp cận này liên quan đến việc bảo vệ người dân Donbass, phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa Ukraine, cũng như loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Ông Galuzin nhấn mạnh, Chúng tôi tin tưởng rằng giải pháp chỉ có thể đạt được khi quân đội Ukraine và phương Tây chấm dứt hoàn toàn các hành động quân sự. Để đạt được hòa bình toàn diện, công bằng và ổn định, Ukraine phải trở lại tình trạng trung lập không liên kết, được ghi trong tuyên bố chủ quyền quốc gia năm 1990 và từ chối gia nhập NATO, EU. Nhà ngoại giao Nga nói thêm rằng, việc bảo vệ quyền của người nói tiếng Nga và các dân tộc thiểu số là một yếu tố thiết yếu của giải pháp hòa bình. Thứ trưởng Galuzin cáo buộc Mỹ muốn kéo dài cuộc xung đột tại Ukraine và khiến cuộc xung đột trở nên khốc liệt hơn. Ông Galuzin cho biết thêm, trong những tháng gần đây, Mỹ và các đồng minh NATO đã mở rộng đáng kể các loại vũ khí cung cấp cho Ukraine bao gồm xe tăng hạng nặng, pháo tấn công và tên lửa hành trình tầm xa. Các cuộc đàm phán cũng đang được tiến hành để cung cấp cho Kiev các máy bay chiến đấu F-16. Washington và London đã thể hiện rõ mong muốn của họ trong việc leo thang xung đột, kéo dài xung đột trong thời gian lâu nhất có thể và khiến nó trở nên khốc liệt hơn. Theo nhà ngoại giao Nga, những tuyên bố của các lãnh đạo Ukraine và những phát ngôn thường xuyên của các chính trị gia phương Tây về cuộc phản công sắp tới của Ukraine đã phản ánh chính sách nhằm đánh bại Nga về mặt chiến lược. Ukraine nhiều lần kêu gọi phương Tây chuyển cho Kiev các tiêm kích F-16 trong bối cảnh Nga đang chiếm ưu thế trên không. Tuy nhiên, Mỹ cho rằng việc chuyển các tiêm kích F-16 cho Ukraine là chưa cần thiết vào lúc này. Nhấn mạnh để bảo vệ không phận, Kiev cần các vũ khí phòng không mặt đất hơn. Mặc dù vậy, Lầu Năm Góc tuyên bố họ sẽ không ngăn cản các nước thứ ba chuyển tiêm kích do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Trước đó, Anh và Hà Lan đã lập một nhóm liên minh quốc tế nhằm thúc đẩy việc chuyển F-16 cho Ukraine, cũng như làm gia tăng năng lực phòng không của Kiev. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev hôm 25 tháng 5 cảnh báo, cuộc xung đột tại Ukraine có thể kéo dài hàng chục năm. Theo ông Medvedev, nếu chính quyền Ukraine đương nhiệm vẫn nắm quyền, diễn biến tiếp theo sẽ là 3 năm đình chiến, 2 năm xung đột và sau đó mọi thứ lặp lại. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan ngày 20 tháng 5 cho biết, bằng cách cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, Mỹ đang cố gắng ngăn chặn chiến tranh thế giới thứ ba. Trong khi đó, Moscow cảnh báo tất cả khí tài của phương Tây đưa vào Ukraine đều trở thành mục tiêu tấn công và phá hủy hợp pháp của quân đội Nga. Giám đốc cơ quan an ninh Ukraine hé lộ vai trò trong vụ đánh bom cầu Crimea. Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine SBU ngày 28 tháng 5 đưa ra bình luận về vụ nổ trên cầu Crimea hồi năm ngoái, nói rằng SBU đã thực hiện một số biện pháp nhất định trong vụ việc. Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Vasyl Maliuk trả lời trên truyền thông Ukraine. Theo nguyên tắc thường thấy của chiến tranh, đó là một tuyến đường hậu cần quan trọng của đối phương mà chúng tôi cần phải cắt đứt. Một số biện pháp như vậy đã được thực hiện, tuy nhiên tôi không thể đưa ra tuyên bố chi tiết. Ông Maliuk cũng nói cuộc tấn công bằng xuồng không người lái tự sát nhằm vào hạm đội biển đen Nga hồi tháng 10 năm ngoái, nằm trong kế hoạch đặc biệt của SBU. Tháng 12 năm 2022, ông Maliuk cũng từng ám chỉ rằng các cơ quan đặc biệt Ukraine có thể đứng sau vụ đánh bom cầu Crimea. Theo Ria Novosti, người đứng đầu Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine GUR, Kirin Budanov, từng nói bóng gió về việc lực lượng đặc nhiệm Ukraine đứng sau vụ đánh bom cầu Crimea. Trả lời trên tờ Washington Post vào tháng 2 năm 2023, ông Budanov từ chối xác nhận lực lượng Ukraine đứng sau vụ đánh bom cầu Crimea và tập kích nhằm vào căn cứ không quân Nga. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng sẽ có nhiều cuộc tấn công kiểu như vậy. Ông Budanov nói trên tờ Washington Post, có người gài chất nổ, có máy bay không người lái, cho đến khi sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục, sẽ có những vấn đề đối với nước Nga. Sáng ngày 8 tháng 10 năm 2022, một chiếc xe tải bất ngờ nổ tung khi di chuyển trên cầu Krum, gây thiệt hại đáng kể, bao gồm hư hại ở hai nhịp cầu. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB coi đây là vụ tấn công khủng bố do Ukraine đứng sau. Tổng cộng có 8 người bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến vụ việc. Loạt vụ tấn công bộc lộ lỗ hổng an ninh của Nga Các vụ tập kích qua biên giới gần đây cho thấy, Nga đang đối mặt với nhiều lỗ hổng an ninh trên lãnh thổ khi chiến sự Ukraine tăng nhiệt. Loạt vụ tấn công nhằm vào Nga trong tháng này mở màn với vụ máy bay không người lái UAV làm phát nổ hư hại nóc cung thượng viện trong khu phức hợp điện Kremlin tại thủ đô Moscow ngày 3 tháng 5. Hơn hai tuần sau đó, nhóm vũ trang thân Ukraine sử dụng thiết giáp Mỹ vượt biên tấn công quận Gravoron, tỉnh Belgorod. Ngày 24 tháng 5, loạt UAV xâm nhập không phận, thả thiết bị nổ xuống nhiều công trình tại thành phố Belgorod, thủ phủ của tỉnh cùng tên. Hai ngày sau, Via Cheslav Gladkov, tỉnh trưởng Ben -Gorod cho biết, năm khu vực trong vùng đã bị tấn công 130 lần bằng đạn pháo, cối và UAV trong 24 giờ. Bình luận viên Anna Nemsova của Atlantic cho rằng, các vụ tấn công liên tiếp cho thấy lực lượng biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB không còn đủ nhân lực để đối phó với các nhóm thám báo và dân quân xâm nhập từ phía Ukraine. Khi hai nhóm dân quân thân Ukraine tấn công vào Belgorod từ ngày 22 tháng 5, cơ quan an ninh và quân đội Nga đã phải mất 2 ngày mới có thể đẩy lùi lực lượng này qua biên giới. FSB đã không thể đảm bảo an toàn cho Bengorod 22, kho cất trữ các thành phần vũ khí hạt nhân của Nga và phải chuyển những vật tư này đi nơi khác để đề phòng nguy cơ nhóm dân quân tập kích. Với tin tức dồn dập trên truyền thông, người dân sống ở các tỉnh biên giới Nga giờ đây bắt đầu cảm nhận được sức nóng của chiến sự. Hàng nghìn người đã phải lên xe sơ tán khỏi nhiều ngôi làng ở tỉnh Bengorod trong tuần này. Trong cuộc trao đổi trực tuyến ngày 23 tháng 5, nhiều người dân tỉnh Bengorod đã yêu cầu tỉnh trưởng Gladkov trả lời về các vụ tập kích xuyên biên giới, bất chấp giới chức Nga tuyên bố đã củng cố phòng tuyến và khẳng định mọi thứ đang trong tầm kiểm soát. Ông Gladkov đọc to câu hỏi được người dân gửi đến. Họ nói phòng tuyến đã được xây dựng với chướng ngại vật răng rồng và các công sự, nhưng xe tăng thiết giáp đối phương vẫn tiến vào được tỉnh Lị. Tại sao biên giới chúng ta đầy lỗ hổng như vậy? Đấy là chưa kể những vụ nã pháo và súng cối liên tục khiến dân thường bị thương. Tại sao mọi thứ thành ra như vậy? Tỉnh trưởng Gladkov nói, ông đồng tình với nỗi bức xúc của dân địa phương. Đồng thời cho biết, tôi có nhiều câu hỏi cho Bộ Quốc phòng Nga hơn các bạn. Ông Gladkov cũng kêu gọi các quan chức quốc phòng Nga tự rút ra kết luận từ những sai lầm đã mắc phải. Hai nhóm dân quân ủng hộ Ukraine là binh đoàn tình nguyện Nga RVC và quân đoàn tự do Nga FRL nhận trách nhiệm trong vụ tấn công qua biên giới nhằm vào tỉnh Ben Gorod. RCV sau đó tuyên bố sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó. Ilya Ponomarev, phát ngôn viên của FRL, nói rằng các thành viên của nhóm đã đến địa điểm cách kho vật tư hạt nhân Ben Gorod 22 chỉ khoảng 4 km. Ponomarev cho hay mục tiêu của nhóm khi tiến hành cuộc tấn công là nhằm chứng minh rằng biên giới Nga hoàn toàn không được bảo vệ. Giới quan sát cho rằng Vụ tấn công tỉnh Belgorod đã đạt hiệu quả về mặt tâm lý khi bộc lộ nhiều lỗ hổng trong phòng tuyến quân sự của Nga, đồng thời khiến Moscow sẽ phải dàn mỏng lực lượng phòng thủ của mình để củng cố an ninh nội địa. Nina Mikhailova, 72 tuổi, sống tại tỉnh Krasnodar cho rằng, vụ tấn công gây sốc khi cho thấy không nơi nào an toàn ở miền Nam nước Nga. Bà Mikhailova nói, cuộc xung đột và những vụ chết chóc này không có hồi kết, không ai nói cho chúng tôi biết chúng sẽ kết thúc khi nào hoặc ra sao. Gennady Gudkov, cựu nghị sĩ Nga từng làm việc tại Ủy ban An ninh Nhà nước KGB Liên Xô, bày tỏ ngạc nhiên trước tin thiết giáp lăn bánh từ Ukraine tới Nga mà không bị cản lại. Ông Gudkov nói, đáng lẽ FSB phải bảo vệ biên giới, nhưng họ không thể làm tròn nhiệm vụ của mình. Trong khi đó, Jeff Jenny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, coi vụ tấn công vào Belgorod là cơ hội mới để tăng chỉ trích lãnh đạo quân đội Nga. Prigozhin viết trên Telegram. Thay vì bảo vệ lợi ích cho đất nước, một số người trong số họ chỉ quan tâm tới lợi ích cá nhân và tự lừa dối mình. Họ không có năng lực và phẩm chất để bảo vệ đất nước. Nam Phi nói bị gây sức ép phải chọn phe trong khủng hoảng Ukraine. Tổng thống Nam Phi cho biết, nước này sẽ không chọn phe trong xung đột Nga Ukraine, bất chấp sức ép đến từ các đối tác thương mại chính. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết trong bài phát biểu ở ngoại ô thành phố Johannesburg ngày 27 tháng 5. Một số quốc gia trong đó có chúng tôi đang bị đe dọa áp trừng phạt vì theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và chọn lập trường không đứng về bên nào. Theo ông Ramaphosa, Nam Phi sẽ tiếp tục duy trì quan điểm kêu gọi giải quyết xung đột một cách hòa bình, bất chấp xung đột xảy ra ở đâu. Tổng thống Ramaphosa nói thêm rằng Nam Phi quyết không để bị cuốn vào bất kỳ cuộc cạnh tranh nào giữa các cường quốc thế giới. Ông Ramaphosa nói thêm: "Châu Phi có ký ức buồn khi các cường quốc thế giới châm ngòi chiến tranh ủy nhiệm tại đây trong quá khứ và không muốn trở lại thời kỳ đó thêm lần nữa." Đại sứ Mỹ tại Pretoria, Ruben Brigetti, ngày 11 tháng 5 nói: "Vũ khí và đạn dược đã được chuyển lên một tàu hàng, dường như là của Nga, neo đậu tại căn cứ hải quân Simonstown của Nam Phi." hồi tháng 12 năm 2022 chính phủ Nam Phi bác bỏ cáo buộc. Bộ trưởng tài chính Nam Phi hôm 14 tháng 5 nói nước này đã giải quyết xong với Mỹ về cáo buộc nêu trên. Trước khi Pretoria và Washington hạ nhiệt căng thẳng, giới phân tích đã cảnh báo Nam Phi có thể mất các ưu đãi thương mại khi tiếp cận thị trường Mỹ, khiến đồng rand mất giá so với đô la Mỹ. Quan hệ giữa Mỹ và Nam Phi phần nào bị ảnh hưởng sau khi nước này từ chối lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Nam Phi, với kim ngạch hai chiều năm 2022 là 23,3 tỷ đô la Mỹ. Con số này của Nam Phi và Nga là 850 triệu đô, theo số liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Ông Ramaphosa tháng 3 năm 2022 cho biết, Nam Phi đã được đề nghị giữ vai trò trung gian trong xung đột Nga-Ukraine. Ông không nêu rõ bên nào đề nghị, chỉ nói đây là cách tiếp cận dựa trên các mối quan hệ với Nga và với tư cách thành viên khối BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Nam Phi trong tình thế tiến thoái lưỡng nan từ khi ICC phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3. Ông Putin được cho là sẽ dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 diễn ra tại Nam Phi vào tháng 8. Về mặt lý thuyết, quyết định từ ICC yêu cầu 123 nước thành viên, trong đó có Nam Phi bắt Tổng thống Putin và chuyển đến The Hill của Hà Lan để xét xử ông nếu đặt chân đến lãnh thổ của họ. Nga gọi lệnh bắt của ICC là vô nghĩa. Mỹ và Nga từng tham gia ICC nhưng đã rút lui và không công nhận cơ quan này. Một số nước như Trung Quốc, Ấn Độ thì không tham gia và không công nhận thẩm quyền của ICC. Hai quan chức Bộ Ngoại giao Nam Phi hồi tháng 3 nói khả năng cao họ sẽ không bắt bất kỳ nguyên thủ quốc gia nào đến thăm nước này.